Tấm vuông như thế này để cho các bạn lựa luôn trực tiếp ấy chỉ mất có 2.000 thôi. Còn cái tấm mảng lớn như thế này, hình nấm, 5.000, sắc sảo hơn, in 3D, hãng sản xuất ra nấm đắt tiền hơn là cái hãng sản xuất ra cái tấm hình vuông. Các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, để có gì xem thêm nhiều clip khác. Mình chia nhỏ các cái mẫu này ra quay thành nhiều clip thôi, nhiều mẫu lắm. Tấm vuông như thế này để cho các bạn lựa luôn trực tiếp ấy chỉ mất có 2.000 thôi. Còn cái tấm mảng lớn như thế này, hình nấm, 5.000, sắc sảo hơn, in 3D, hãng sản xuất ra nấm đắt tiền hơn là cái hãng sản xuất ra cái tấm hình vuông. Các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, để có gì xem thêm nhiều clip khác. Mình chia nhỏ các cái mẫu này ra quay thành nhiều clip thôi, nhiều mẫu lắm. Tấm vuông như thế này để cho các bạn lựa luôn trực tiếp ấy chỉ mất có 2.000 thôi. Còn cái tấm mảng lớn như thế này, hình nấm, 5.000, sắc sảo hơn, in 3D, hãng sản xuất ra nấm đắt tiền hơn là cái hãng sản xuất ra cái tấm hình vuông. Các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, để có gì xem thêm nhiều clip khác. Mình chia nhỏ các cái mẫu này ra quay thành nhiều clip thôi, nhiều mẫu lắm. Tấm vuông như thế này để cho các bạn lựa luôn trực tiếp ấy chỉ mất có 2.000 thôi. Còn cái tấm mảng lớn như thế này, hình nấm, 5.000, sắc sảo hơn, in 3D, hãng sản xuất ra nấm đắt tiền hơn là cái hãng sản xuất ra cái tấm hình vuông. Các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, để có gì xem thêm nhiều clip khác. Mình chia nhỏ các cái mẫu này ra quay thành nhiều clip thôi, nhiều mẫu lắm. Tấm vuông như thế này để cho các bạn lựa luôn trực tiếp ấy chỉ mất có 2.000 thôi. Còn cái tấm mảng lớn như thế này, hình nấm, 5.000, sắc sảo hơn, in 3D, hãng sản xuất ra nấm đắt tiền hơn là cái hãng sản xuất ra cái tấm hình vuông. Các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, để có gì xem thêm nhiều clip khác. Mình chia nhỏ các cái mẫu này ra quay thành nhiều clip thôi, nhiều mẫu lắm. Tấm vuông như thế này để cho các bạn lựa luôn trực tiếp ấy chỉ mất có 2.000 thôi. Còn cái tấm mảng lớn như thế này, hình nấm, 5.000, sắc sảo hơn, in 3D, hãng sản xuất ra nấm đắt tiền hơn là cái hãng sản xuất ra cái tấm hình vuông. Các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, để có gì xem thêm nhiều clip khác. Mình chia nhỏ các cái mẫu này ra quay thành nhiều clip thôi, nhiều mẫu lắm. Tấm vuông như thế này để cho các bạn lựa luôn trực tiếp ấy chỉ mất có 2.000 thôi. Còn cái tấm mảng lớn như thế này, hình nấm, 5.000, sắc sảo hơn, in 3D, hãng sản xuất ra nấm đắt tiền hơn là cái hãng sản xuất ra cái tấm hình vuông. Các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, để có gì xem thêm nhiều clip khác. Mình chia nhỏ các cái mẫu này ra quay thành nhiều clip thôi, nhiều mẫu lắm. Tấm vuông như thế này để cho các bạn lựa luôn trực tiếp ấy chỉ mất có 2.000 thôi. Còn cái tấm mảng lớn như thế này, hình nấm, 5.000, sắc sảo hơn, in 3D, hãng sản xuất ra nấm đắt tiền hơn là cái hãng sản xuất ra cái tấm hình vuông. Các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, để có gì xem thêm nhiều clip khác. Mình chia nhỏ các cái mẫu này ra quay thành nhiều clip thôi, nhiều mẫu lắm.